Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019. Mời các bạn đón xem bản tin Cá voi xanh nồi cơm Việt sắp mất, bãi tư chính ao của tàu qua lại. Vâng, quả thật trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những cái thông tin, đặc biệt ở những báo chí quốc tế và báo chí nước ngoài, từ những cái trang tự truyền thông mà không được sự kiểm duyệt của nhà nước Việt Nam liên tục đăng tải với những thông tin rất chi tiết về cái hoạt động của tàu Hải Dương 8 cùng những tàu hộ tống của Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hôm nay ngày 10 tháng 9, tàu Hải Dương 8 và các tàu hộ tống của Trung Quốc vẫn đang hoạt động đan xen rất dày đặc ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh mới nhất mà ông giáo sư Matheson giảng dạy tại trường Hải quân Hoa Kỳ đã đưa lên vào ngày hôm nay. Đó là biểu đồ mà nếu để gần các bạn sẽ thấy là hải trình của tàu thăm dò Hải Dương 8 từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 đến nay. Vậy như vậy là thời gian đã trôi qua hơn 2 tháng rồi. Và chúng ta thấy rất rõ là những chiếc tàu này nó đi đường rích rắc và rất chi tiết, và nó đo đạc một vùng biển rất rộng lớn, mà ngay cả những hoạt động của nó nhiều khi đã đi sát vào vùng biển của Phan Thiết của Việt Nam của chúng ta. Và điều này rất nghiêm trọng vì thời gian gần đây Trung Quốc liên tục tăng cường việc thăm dò cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nơi Việt Nam cũng có đặt những cái giàn khoan thăm dò và có những cái giàn nhà giàn DK1 của quân đội nhân dân Việt Nam đóng chốt tại vùng bãi tư chính. Và đây là đợt thứ 3 kể từ hơn 2 tháng qua, đội tàu thăm dò của Trung Quốc đã quay trở lại vùng biển Việt Nam. Và đây là chính là chiếc tàu Hải Dương 8 mà Trung Quốc dường như là đặt cách cho nó nằm ở khu vực gần bờ biển Việt Nam để liên tục thăm dò và làm cho Việt Nam rất khó đối phó. Và nếu chúng ta phóng to lên thì chiếc tàu này được trang bị một thiết bị rất hiện đại, và đây là một con tàu rất lớn, chuyên thăm dò không gian 3 chiều ở cái vùng lãnh hải của những cái nước mà họ quan tâm. Và chúng ta xem những cái thông tin thêm mà các bạn có thể tra trên cái trang của những cái người quan sát và trên mạng quốc tế thì thường vẫn thấy là ngày 8 tháng 9 năm 2019 tàu Hải Dương 8 đã quay lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và chúng ta thấy đây là cái biểu đồ đi lại của nó bắt đầu trong những ngày qua đi vào vùng biển của Việt Nam để nó tiếp tục hoạt động. Và điều này rất nghiêm trọng khi đi kèm với những chiếc tàu Hải Dương 8 còn có những cái đội tàu hải cảnh của Trung Quốc được trang bị rất đầy đủ hiện đại và luôn tục nếu đe dọa bất cứ cái tàu nào đi gần tàu Hải Dương 8 cũng như cái vùng họ đang quan sát. Và chúng ta đã chứng kiến trong thời gian vừa qua rất nhiều tàu cá của ngư dân Việt Nam, ngay cả tàu cảnh sát biển của Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng bị những cái tàu hải cảnh hung dữ này đâm lao và sẵn sàng đâm chìm bất cứ tàu nào đến gần. Bởi vì với cái lực lượng mà tàu được thiết kế với trên 300 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc hoạt động trên vùng Biển Đông và các vùng biển khác, thì Trung Quốc là có một cái lực lượng tàu hải cảnh lớn nhất thế giới, và cái số lượng này tăng không ngừng. Thì các bạn thấy đây là một trong những chiếc tàu hiện nay đang đi hộ tống tàu Hải Dương 8 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam với số hiệu 37111. Và khi nó thăm dò thì đều có những cái chiếc tàu xung quanh bảo vệ. Và đương nhiên lực lượng chấp pháp của Việt Nam không thể lại gần và không thể làm gì những chiếc tàu Hải Dương 8. Và như vậy chủ quyền của Việt Nam đã bị xâm phạm một cách trắng trợn. Và trong nhiều ngày qua, chính phủ cũng như Bộ Ngoại giao Việt Nam không hề có bất cứ công hàm phản đối tiếp Trung Quốc về cái việc hành động họ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam nữa. Thay vì cái thái độ đó trước đây thì liên tục đưa ra những cái phản đối. Điều này nói điều gì? Điều này nói về vấn đề rằng tất cả những công hàm của Việt Nam đã đưa ra cho phía Trung Quốc thì đã không được phía Trung Quốc xem xét, và họ không đếm xỉa đến những công hàm đó của Việt Nam, và Trung Quốc cương quyết thực hiện sách trắng quốc phòng, có nghĩa là thực hiện đường lưỡi bò là đường chín đoạn, và họ cho rằng tất cả những cái vùng biển nằm trong đường chín đoạn họ đã tự vẽ ra, đấy là chủ quyền của họ. Nhưng một cái điều mà họ nên biết, vào cái phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế đối với sự tranh chấp của Philippines và Trung Quốc thì đã bác bỏ cái đường chín đoạn này rồi. Nhưng không hiểu sao Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn không đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế, hoặc là có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Và bản thân người đứng đầu nhà nước là ông Nguyễn Phú Trọng trong suốt thời gian qua cũng không hề nhắc đến việc Trung Quốc liên tục và kéo dài cái việc gây hấn tại Biển Đông đối với Việt Nam, mặc dù ông vẫn thường xuyên thỉnh thoảng xuất hiện và không quên gửi lời chúc mừng quốc khánh tới Bắc Triều Tiên, một thể chế cộng sản và độc tài và gia đình trị như vậy.
đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo ngay trong những cái thông tin mà bài báo ngày hôm qua của trong nước đã đăng tải về cái việc ông Tổng Bí Thư không hề đếm xỉa đến những cái vùng biển của Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm phạm, mà lại quan tâm đến việc Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên. Hôm 9 tháng 9, Bộ Ngoại giao cho biết Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch Kim Jong Un nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trước đó, ngày 2 tháng 9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, trong đó bày tỏ mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hai nước. Như vậy là cái việc mà ông Nguyễn Phú Trọng không quan tâm đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam, mặc dù ông là người có vai trò đứng đầu của nhà nước Việt Nam, đại diện cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam, nhưng ông lại quan tâm những cái vấn đề mà ở một cái số nước độc tài như Bắc Triều Tiên. Và ngay ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến liên tục Bắc Triều Tiên phóng tên lửa và vi phạm rất trắng trợn những cái công ước, những cái cấm vận, điều cấm của Liên Hợp Quốc đã đề ra với Bắc Triều Tiên. Và nhưng ông Nguyễn Phú Trọng một mặt lại vẫn ủng hộ Bắc Triều Tiên một cách hết sức nhiệt tình và quên đi cái quyền lợi của đất nước Việt Nam, đó là biển đảo của Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm phạm và xâm lược. Điều đó chúng ta phải đặt câu hỏi với ông Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, liệu ông có còn là một cái người đại diện cho 90 triệu người dân ở Việt Nam hay không? Nếu điều này không đầy đủ và ông không làm tròn trách nhiệm của mình thì quả thật ông có lỗi với đất nước và với nhân dân. Và cũng có lẽ cũng vì điều đó cho nên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng không thể nói rõ hơn, mà ông chỉ có thể phát biểu một cách rất chung chung rằng có yêu cầu những cái nước xâm phạm chủ quyền của Việt Nam cần phải tôn trọng cái luật pháp quốc tế, nhưng không dám chỉ rõ đấy là Trung Quốc, bởi vì người đứng trên ông nữa, đó là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không dám nhắc tới Trung Quốc, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chưa thể nói được ra điều đó. Và hiện nay, ngay thời gian này thì Trung Quốc đã tiếp tục tăng sức ép lên công ty ExxonMobil của Mỹ tại mỏ có vòi xanh, và các bạn có thể chứng kiến qua một số bài báo quốc tế đã đăng tải, nhưng báo trong nước chưa thể đăng và chưa hề đăng những thông tin mới nhất như thế này. Và nếu các bạn vào trang của BBC thì sẽ thấy Trung Quốc sẽ còn gây sức ép với các dự án dầu khí Việt Nam. Trung Quốc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các tàu nghiên cứu hải dương địa chất đưa vào các vùng khu vực đang có tranh chấp hoặc biến thành tranh chấp ở Biển Đông và khu vực. Một chuyên gia quan sát tình hình Biển Đông nói sau vụ bãi tư chính và Rosneft sẽ đến lượt các dự án của Việt Nam với ExxonMobil bị Trung Quốc gây sức ép. Và điều này là rất nghiêm trọng, bởi vì các bạn cũng đã biết khi Việt Nam đang phụ thuộc rất nhiều ngân sách quốc gia vào cái việc xuất khẩu dầu mỏ, có lúc nó chiếm tới hơn 20% tổng thu nhập quốc dân. Thì khi mà Trung Quốc xâm phạm và chiếm nốt những cái mỏ dầu này của Việt Nam thì đất nước của chúng ta sẽ rất khó khăn trong thời gian tới. Và ngay lập tức, nhà báo Huy Đức trong cái bản tin vừa qua ông đưa lên status ở trên Facebook của mình là ExxonMobil đã bỏ cuộc, và chúng ta có thể xem những cái thông tin mà nhà báo Huy Đức đã đưa ra. ExxonMobil US đã bỏ cuộc trước sức ép của tập các siêu cường đều bỏ mặc và Nga và những nước khác xoay trục về đâu. Thì đây là những cái thông tin mà các bạn có thể tra khảo ngay trên trang của nhà báo Huy Đức, một cái người cũng đã dự đoán rất nhiều những cái diễn biến xảy ra trước đó khá chính xác. Và ngay cả việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh thì ông nhà báo Huy Đức cũng đã đưa ra, là mấy người đầu tiên ở Việt Nam đưa ra cái câu hỏi đó. Nhưng ngay lập tức người quản lý trang Facebook của ExxonMobil đã phản bác lại cái thông tin của nhà báo Huy Đức đưa ra, và họ nói rất rõ trên trang Facebook của ExxonMobil mà các bạn cũng có thể trực tiếp vào tra cứu cái thông tin này. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm là ExxonMobil nói rằng là ExxonMobil Việt Nam xin chào và cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm cho dự án cá voi xanh. Hiện nay chúng tôi vẫn đang triển khai dự án cá voi xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống. Trân trọng. Và đây là cái bản tin mà các bạn có thể tìm và có thể vào tiếp tục vào trang của ExxonMobil để comment, để gửi những cái bình luận hoặc là đặt những câu hỏi cho họ, và như vậy là các bạn cũng sẽ biết những cái thông tin chính xác nhất. Và tình hình quốc tế thì liên quan đến Biển Đông hiện nay đang rất nóng, và cái khu vực này giống như là một cái thùng thuốc súng, chỉ trực có một ngọn lửa nhỏ là có thể bùng nổ chiến tranh. Và ngay ngày hôm nay thì Trung Quốc đã ra cảnh cáo Anh là nếu đưa tàu sân bay vào Biển Đông thì sẽ có hậu quả về mặt quân sự. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông quốc tế như Trung Quốc do Anh chớ có hành động thù nghịch ở Biển Đông. Đại sứ Lưu Hiển Minh phát biểu tại London rằng Anh Quốc chớ nên làm công việc bẩn thỉu này cho kẻ khác trước tin
hàng không mẫu hạm Anh có thể chở phi cơ Mỹ tới vùng biển có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc cảnh báo Anh chớ thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với các vùng có tranh chấp trên Biển Đông. Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc truyền thông Anh đưa tin về việc Hải quân Anh có thể sẽ cử tân hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth chở theo phi cơ Mỹ tới vùng quần đảo Trường Sa có tranh chấp. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem trên những tờ báo quốc tế như BBC, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thời báo DE, EFI, EFA và một số trang báo chí độc lập cũng như blogger độc lập ở nước ngoài mà báo chí trong nước ở Việt Nam chưa đăng. Thì nó rất quan trọng với cái hoạt động kinh tế của Việt Nam cũng như với việc đánh bắt cá của các bà con ngư dân ở Việt Nam. Mà khi Trung Quốc họ cương quyết bảo vệ cái đường chín đoạn thì bất cứ người, những cái người nào đánh cá, người làm công tác, làm cái nghề khai thác thủy hải sản ở trên biển thì sẽ lập tức sẽ bị Trung Quốc áp chế, thậm chí đâm chìm xuồng thuyền nếu đi vào những vùng biển mà khai thác mà Trung Quốc cho rằng đó là chủ quyền của họ. Và các bạn cũng đã thấy cái đường lưỡi bò, tức là đường chín đoạn của Trung Quốc vẽ thì rất sát bờ biển của Việt Nam, và Việt Nam dường như không còn đường ra biển nữa. Và cũng chính vì điều đó, những cán bộ thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam hiện nay đã rất lo lắng về cái việc mỏ cá voi xanh đang bị Trung Quốc áp chế và cũng gặp khó khăn rất nhiều khi đưa vào khai thác cùng với các nước khác, và đã phải thốt lên như sau. Lãnh đạo PVN than khó triển khai dự án cá voi xanh. Bí thư Đảng ủy PVN Nguyễn Xuân Cảnh cho biết một số dự án khí như cá voi xanh, lô bê vì vướng cơ chế mà chậm trễ, từ đó hiệu quả dự án không còn như trước. Các dự án như cá voi xanh, lô bê như nồi cơm của PVN, nồi cơm của tăng trưởng GDP và thu ngân sách, nhưng vướng cơ chế nọ cơ chế kia nên bị chậm trễ hết rồi, ông Cảnh nói thêm. Ở đây là bài báo mà các bạn có thể xem ngay trên một cái trang truyền thông của trong nước. Và theo lãnh đạo PVN, những dự án này chậm so với ban đầu khoảng 10 năm, từ đó hiệu quả của dự án không còn nữa. Việc chậm trễ làm dự án làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nồi cơm của PVN cũng như nền kinh tế. Và đây là phát biểu của ông Nguyễn Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVN hôm qua ngày 9 tháng 9 trong một cái cuộc họp rất quan trọng. Và đây các bạn cũng có thể xem trực tiếp những cái hình ảnh này và những cái bản tin mà trong báo chí trong nước đã đăng tải. Và Việt Nam thì chưa có lúc nào cô độc và chới với như lúc này. Khi một mặt vẫn muốn duy trì Đảng Cộng sản độc quyền lãnh đạo theo thể chế độc tài, mặt khác lại muốn mở rộng làm ăn kinh tế với thế giới văn minh và bán hàng cho các nước có sức mạnh về kinh tế như Mỹ, châu Âu và nhiều nước khác. Nhưng thể chế chính trị của Cộng sản thuộc thế hệ cũ đã lạc hậu, như cái thời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã học ở Liên Xô từ những năm 80, cho nên Việt Nam đã bị thế giới loại bỏ từ nhiều hàng chục năm nay. Không ai dùng cái thể chế này để tiếp tục điều hành đất nước nữa, mà chỉ còn Việt Nam đang còn sử dụng cái thể chế này. Đây là nguyên nhân kéo dài và kéo lùi cái sự phát triển của đất nước với trên 90 triệu người dân Việt Nam, và làm cho Việt Nam trở nên nhu nhược hơn, ít bạn bè hơn trước một Trung Quốc luôn tham lam và tìm mọi cách thôn tính Việt Nam. Điều mà nhiều người Việt Nam trong và ngoài nước mong muốn từ ông Nguyễn Phú Trọng và những người đứng đầu đất nước này: hãy mạnh dạn vứt bỏ thể chế Cộng sản, đưa đất nước Việt Nam chuyển đổi sang thể chế dân chủ đa đảng, đem đến tự do cho mọi người dân. Đây cũng là thứ vũ khí mạnh nhất mà nhà cầm quyền bành trướng Bắc Kinh lo sợ từ Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ những video này, để lại những bình luận và hãy cho chúng tôi biết những yêu cầu cũng như những mong muốn để chúng tôi có thể phục vụ thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất đến các bạn trong và ngoài nước. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Chúc các bạn một ngày mới nhiều may mắn.